Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên hình ảnh của nhà sư Thích Chân Quang với những lời nguyền rủa, xỉa sói của người dân. Khi ông này mỗi lần lên đàn thuyết pháp, thì câu đầu tiên là thuyết phục chúng sinh phải tự nguyện cúng dường tất cả những gì mà họ có, từ tiền bạc, công sức cho tới nhà cửa đất đai, bất cứ cái gì có thể quy ra tiền, thì ông sư này đều hỉ hả. Chưa hết, là một nhà sư với điển thổ vô cùng đồ sộ, ông thầy chủ lửa này liên tục kết án chúng sinh ngay cả những việc làm hàng ngày của họ. Ông định nghĩa sự luân hồi rất ác độc khi cho rằng một người là bác sĩ ngày nay là do kiếp trước phạm tội giết người, người làm thầy giáo là do kiếp trước đốt sách. Tệ hại hơn, ông phán những người sống bằng nghề câu cá là lừa đảo, ắt về già sẽ bị lở mồm và ung thư vòm họng. Những người hay đi du lịch mà không đến chùa góp tiền công đức, ắt về già sẽ bị bại liệt. Những người hay hát karaoke, ắt khi chết sẽ thành con ma câm. Thậm chí, ông còn ác khẩu khi nói, con gái mà thích cưỡi ngựa, kiếp sau sẽ lấy con ngựa làm chồng. Bao nhiêu tà ác hiển hiện lên từng bài thuyết giảng của ma tăng này, khiến cộng đồng mạng đào bới từng ly từng tí những bài thuyết giảng vô minh của ông. Thế là ông hoảng loạn kêu cứu tới những người từng nghe lời ông rằng bọn phản động trong và ngoài nước đang lên kế hoạch kết liễu ông. Nếu không cứu giúp thì trong vòng 2 năm tới, ông sẽ bị tiêu diệt. Lạ một điều, song song với hình ảnh nhà sư Thích Chân Quang là câu chuyện về thầy Thích Pháp Hòa cũng tràn ngập cộng đồng mạng. Người ta chia sẻ về câu chuyện của vị đại đức này như một phản biện việc làm, lời nói của ông sư Thích Chân Quang. Những lời giảng của đại đức Thích Pháp Hòa như một luồng ánh sáng tràn vào tâm hồn những Phật tử, chót nghe theo lời mê muội đầy khẩu nghiệp của một thầy tu phạm giới. Nếu Thích Chân Quang gieo trồng cái ác, cái ma đạo vào tư tưởng người nghe, thì thầy Thích Pháp Hòa gieo rắc lòng từ bi, hỷ xả, vị tha, hòa hiếu, tràn ngập không gian khi thầy ngồi thuyết pháp đâu đó trên những vùng đất mà Phật muốn chúng sinh nghe những lời thánh thiện. Người ta chia sẻ cho nhau những video của thầy, tràn ngập trên mạng nói về những đề tài thiết yếu của chúng sinh, những đề tài mà người Phật tử muốn học hỏi giải thích từ miệng của một vị chân tu, được thầy Pháp Hòa lần lượt tháo gỡ một cách nhẹ nhàng đầy minh triết. Thầy giảng về sự cúng dường, về tứ diệu đế, bát chính đạo cho người Phật tử thông suốt bất kể họ là ai, từ người ít học cho tới một học giả thông thái. Thần thái khi giảng kinh của thầy Thích Pháp Hòa mới đáng nói. Thầy hòa nhã từ lời nói, vui vẻ tới khuôn mặt, hòa đồng cùng chúng sinh trong cách thức giao tiếp, khiến người nghe thầy càng ngày càng đông. Mỗi buổi thuyết giảng, thầy thường bắt đầu từ những câu hỏi mà người tham dự đưa ra. Bên cạnh những câu hỏi liên quan tới Phật Pháp, không thiếu những câu hỏi đánh đố sự hiểu biết và khả năng ứng phó của thầy. Có người hỏi rằng, con có nuôi một con chó, con với nó ăn chay và cho nó nghe Pháp. Hôm nay con có dẫn nó theo nghe thầy giảng. Thầy cho con hỏi là con chó có hiểu được lời thầy giảng hay không? Trước câu hỏi bất ngờ này, Đại Đức Pháp Hòa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mỉm cười trả lời. Về hỏi nó xem nó trả lời thế nào. Có ai tiếp tục vặn hỏi sau khi nghe câu trả lời ý nhị này nữa không? Chắc là không. Thầy không khó chịu về câu hỏi, cũng không cố trả lời một cách lấp liếm. Câu chuyện này như một công án thiền mà người nghe thích thú và học hỏi được tính chất uyên thâm của người trả lời câu hỏi khó này. Tìm hiểu thêm về Đại Đức Thích Pháp Hòa, chúng ta được biết thầy sinh năm 1974 tại Cần Thơ, là con trưởng trong gia đình có 2 người con trai. Năm lên 6 tuổi, cha thầy sang Canada định cư. Thầy được cha bảo lãnh khi 12 tuổi và từ đó theo đuổi con đường Phật Pháp mà thầy được chọn. Từ những năm còn thơ ấu tại quê nhà, thầy đã hướng lòng mình đến Phật khi một lần đến chùa và quy y với pháp danh Huệ Tài. 15 tuổi,
thầy Pháp Hòa chính thức xuất gia tu hành với thượng tọa Thích Thiện Tâm. Năm 2007, thầy làm trụ trì của Tây Phương Thiền Viện và được bầu làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Edmonton, Canada. Những người thường xuyên tiếp xúc với Đại Đức đều cho rằng thầy là một người nhẹ nhàng, từ tốn và điềm đạm. Thầy là một trong những vị tăng trẻ có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực Phật sự và Hoằng Pháp. Ưu điểm của thầy là sự thông suốt ngoại ngữ vì ra nước ngoài khi còn nhỏ. Nhưng khi thuyết pháp, ít khi nào người ta nghe thầy chêm tiếng Anh vào bài giảng khi không cần thiết. Điều này làm cho thầy gắn bó người nghe hơn, và thay vào đó là kiến thức uyên bác về Phật giáo được chia sẻ với chúng sinh, thỏa mãn những gì mà trước đây họ không hay chưa hiểu thấu đáo. Thầy Pháp Hòa đi rất nhiều nơi khi được mời. Người nghe thầy ngày một nhiều với cấp số nhân, và con số người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến tên thầy lên đến hàng triệu. Mới đây, thầy được mời về Thái Lan thuyết giảng. Số Phật tử từ Việt Nam sang khiến chính bản thân thầy phải kinh ngạc. Và tại đây, thầy có cơ hội giải thích tại sao thầy không được phép về Việt Nam khi hàng triệu tín đồ trong nước mong đợi. Sự suy đoán của người hiểu biết thầy thì nhiều, nhưng câu trả lời có lẽ chỉ có một. Các tu sĩ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam không muốn thầy trở thành ánh dương cho Phật tử cả nước. Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kiểm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài công sức của họ bằng cúng dường, bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh, thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ. Đó là Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo, vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia. Phật giáo không đòi hỏi những hình thức cúng bái rườm rà hoặc những kiêng cữ đầy mê tín, mà quan trọng nhất là lòng thành. Tu không phải là cạo đầu ăn chay, mặc áo chàng hay tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình, thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến mình đau khổ. Lạy Phật không phải để cầu xin, mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê, chứ không phải cầu trời khấn Phật để được phù hộ. Khi u minh bị ánh sáng huyền diệu soi tới, cũng là lúc người Phật tử tỉnh ngộ. Thầy Thích Pháp Hòa chính là ánh sáng ấy. Khi niềm tin vào Phật Pháp bị đám ác tăng xuyên tạc, bẻ cong áp đặt nhằm hướng tới mục tiêu mà Phật xa lạ, đó là tiền của và danh lợi. Quý vị vừa nghe xong bài viết Hiện tượng Thích Pháp Hòa, bài viết của tác giả Lâm Công Tử, được đăng trên trang web Báo Người Việt. Trong chế độ độc tài công an trị tại Việt Nam, Đảng Cộng sản ngang nhiên công an hóa toàn bộ nhà nước Cộng sản qua việc để cho Bộ trưởng ăn bò rát vàng Tô Lâm cùng Bộ Sậu lũng đoạn, thao túng từ cái gọi là Quốc hội đến các bộ ngành, chính quyền các cấp. Thế vẫn chưa đủ, Đảng Cộng sản Việt Nam còn cho cài đặt công an vào ngay trong các tổ chức dân sự, tôn giáo do chúng dựng nên. Điển hình là chùa chiền quốc doanh hầu áp đặt chính sách công an toàn trị một cách triệt để. Nói đến công an của Đảng Cộng sản là nói đến tàn độc, dối trá, lừa bịp mị dân. Và thế là cài đặt nhân sự để công an hóa chùa chiền đã làm vấy bẩn và đẩy xã hội vào thời mạt pháp. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Kim Văn Chính với tựa đề Bê bối xã hội qua lăng kính nhà chùa, được đăng trên báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc Sương. Nhiều sự kiện gần đây về các nhà chùa, tăng ni dấy lên câu hỏi rất lớn. Xã hội ta đã đến thời mạt pháp, rất bê bối mà các sự kiện nhà chùa, tăng ni là biểu hiện. Hay là xã hội ta vẫn tốt đẹp mà các vụ bê bối nhà chùa chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, làm vấy bẩn xã hội.
chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh, tên thật là Vũ Minh Hiếu, là sản phẩm mang tính quái thai của xã hội đương thời, gây nhức nhối cho xã hội và những người có lương tri và trách nhiệm xã hội. Vũ Minh Hiếu, theo rất nhiều nguồn tin tin cậy, hiện nay các tin này đều bị xóa, là sư công an, tức do ngành an ninh cài cắm làm sư theo nghiệp vụ an ninh của ngành phục vụ an ninh quốc gia, theo phái Thiền Tông Trúc Lâm, không phải phái Đại Thừa. Khi chính sách tôn giáo của Việt Nam có xu hướng cởi mở và cho tự do phát triển các ngách Phật giáo, sư Hiếu vốn đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế quốc dân, nhận thấy thời cơ cho mình, lợi dụng luôn nhiệm vụ đã được phân công để xây dựng đế chế quyền lực cho mình. Chùa Ba Vàng ra đời và phát triển từ đó. Sau khi mô hình kinh doanh chùa của Xuân Trường thành công, Bái Đính và Ba Chúc, Hiếu, tức Thích Trúc Thái Minh, lại càng phát huy khả năng của mình trong việc tạo lập các nghi lễ quái dị như cúng dường, chiêm bái sư khất thực, cúng vong nhảm nhí, với sự tham gia của trùm lừa đảo Phạm Thị Yến, để thu về cho mình không những quyền lực ma mị của sự mê tín của người dân, mà còn cả tiền bạc hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cúng dường của xã hội. Có tiền, Hiếu và Yến lại càng có điều kiện mở rộng ảnh hưởng, tạo ra các chiêu trò kiếm tiền và gây ảnh hưởng khác ma mị hơn, miễn là tạo được quyền lực và kiếm tiền. Và cái gọi là xá lợi tóc Phật là một trong những chiêu trò mới của Hiếu. Hắn đã lừa được đủ số lượng người trong thiên hạ đến bái lạy, cúng lễ, nhưng hắn không lừa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan về danh nghĩa là quản lý cấp trên của chùa Ba Vàng và thân phận sư ni của Hiếu. Hắn không lừa được Ban Tôn giáo Chính phủ và cao hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam xem tư liệu. Nó quá bê bối, thô thiển, trẻ con để Trung ương Đảng, Bộ Công an, cơ quan vẫn quản lý cán bộ biệt phái của mình. Trung ương Giáo hội Phật giáo bỏ qua việc này, chuông phải rung lên, Hiếu có nguy cơ mất cả chức vụ chủ trì chùa Ba Vàng, triệu hồi về hưu. Hắn phạm lỗi không chỉ một lần, hắn đã bị kỷ luật không chỉ một lần, lần trước bị cách chức hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo rồi. Nhưng chức vụ chủ trì chùa do bàn tay hắn lập nên dưới danh nghĩa sư công an thì sao cách nổi? Ngón đòn phản công của Thái Minh chả phải tay vừa. Nhất là bây giờ hắn có rất nhiều tiền và đàn em thân tín. Đỏ đen, nâu vàng đủ cả. Trước các sư Myanmar áo vàng, hắn luôn mặc áo nâu. Trước các sư lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam áo nâu, hắn lại luôn mặc áo vàng. Trước các tăng ni thật, hắn khoe mẽ mình là an ninh. Trước ngành an ninh, hắn lại là sư thầy đúng nghĩa. Và vụ sư chùa Từ Đức, thầy Thích Thuận Nghi chơi gái, chơi sư nữ thì đúng hơn, lập tức từ trên trời rơi xuống. Tư liệu vụ này tung ra chỉ có ngành an ninh hoặc nghiệp vụ an ninh nhà nghề mới có thể có được. Vì video được quay bởi camera gắn trên cao tại hậu cung nhà chùa của chính thầy Nghi cai quản. Lập tức, Thuận Nghi bị cách chức, thu hồi hết quyền điều hành tài sản chùa, kể cả 6 tỷ đồng tiền mặt. Video có từ lâu, nhưng đến nay mới được tung ra là một câu hỏi lớn về động cơ mục đích tung video. Và câu hỏi còn bao nhiêu video kiểu như vậy? Có lẽ rất nhiều trong hàng chục ngàn ngôi chùa, hàng ngàn thầy chùa hiện nay. Thái Minh đã từng dám thách thức công luận, dám bôi nhọ quan hệ quốc tế ngành Phật giáo để đòi thẩm định tính thật giả của sợi tóc quay quay. Giống như trong xã hội lớn, các lãnh đạo cao cấp tỉnh, các ủy viên trung ương lãnh đạo bộ ngành đương chức và đã hưu, có bao nhiêu người? Có dám công khai hết tài sản thật từ nhà cửa, đất đai đến tiền bạc, vàng của họ cho toàn dân biết không? Người Nhật khi cần thanh minh, họ dám bạch hóa cao nhất là tự mổ bụng phơi ra chỗ công cộng để thanh minh lòng trung. Các lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp trung ương của Việt Nam có học được họ không?
tôi cho là ngành vũ trang, quân đội và công an là tiên phong giống samurai của Nhật Trắng. Nếu tiên phong, hãy bạch hóa tài sản của các cán bộ cấp đại tá trở lên, làm chức vụ cấp quận trưởng, quận phó, sư trưởng, phó trở lên, cũng đã là tốt lắm rồi. Do xã hội bế tắc như vậy trong bạch hóa, bê bối nhiều, nên khó xử lý vụ Thái Minh triệt để được. Và câu hỏi tôi đặt ra ở đầu bài còn nguyên giá trị, cần trả lời. Trong xã hội nhân văn, nhân bản của miền Nam Việt Nam trước 1975, con dân Việt tộc có truyền thống gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa mọi miền. Ngược lại, sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và thống nhất địa lý đất nước, Cộng sản Việt Nam lập tức áp đặt một ách thống trị hoàn toàn vô đạo vô tri qua việc bóp chặt và không cho kế thừa phát triển văn hóa của miền Nam, dẫn đến sự tăm tối trong tiếp nhận của nhiều thế hệ thanh niên sau nội chiến. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiết mục Đất nước đứng lên, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Cuộc chiến văn hóa Bắc Nam, mặt trận không yên tĩnh, được đăng trên Tuấn Khanh's blog, qua sự trình bày của Khánh Ngọc. Dường như có một sự chủ trương rất rõ mang tính khiêu khích trong vài ngày cuối của tang lễ Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Trên mạng xuất hiện một người trẻ trong nền văn hóa mới, có hiểu biết về tiếng Phạn và đưa phân tích rằng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã nói sai. Sự lên giọng đúng thời điểm càng làm cho người ta hình dung rõ điều gì đang xảy ra. Điều anh ta nói không phải là tranh luận về triết học, mà tựa vào vài con chữ, mục đích là giới thiệu mình uyên bác hơn hết. Nhưng thử nhìn lại, ngay cả với sự hiểu biết vạn ngữ và Phật giáo đó, đó là chuyện chỉ có được từ khi văn hóa tín ngưỡng tự do từ miền Nam lan sang miền Bắc và thôi thúc việc hiểu biết thêm nhiều thứ ngoài văn hóa của khối xã hội chủ nghĩa, trong đó có tiếng Phạn và triết học Phật giáo. Bởi trước năm 1975, Phật giáo miền Bắc cũng lặng lẽ như miếu đền thờ cúng cầu an, chứ không có một giá trị Phật giáo xiển dương như trong miền Nam, và điều kiện để dễ dàng học hỏi tiếng Phạn thì cũng không có. Việc phô trương hiểu biết đó có thể là một ví dụ điển hình của danh xưng và học thức hôm nay. Ở miền Nam trước đây, thật khó khăn để được gọi tên là một dịch giả hay người chuyển ngữ. Nhưng thời đại mới hôm nay thì bất kỳ người nào học ngoại ngữ cũng dễ dàng trở thành một dịch giả. Bởi đơn giản không cần nền văn hóa, người ta chỉ cần dịch được từ, dịch được câu là đủ để xưng danh. Người trẻ tham gia phản biện về tiếng Phạn đó có thể đã 10 hay 20 năm học biết giỏi tiếng Phạn, nhưng chắc chưa từng có cuộc đời đọc qua hàng chục bộ kinh bằng tiếng Phạn, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tham khảo với các bậc đại sư các nước để suy tư, nghiền ngẫm về nó nhằm chuyển ngữ đúng với tinh thần triết học Phật giáo và sao cho thật gần, hợp lẽ với người Việt Nam, vượt qua rào cản thô thiển và đơn giản của chuyện dịch câu từ nước ngoài. Thật ngại để nói, nhưng để hiểu được miền Nam, hiểu được văn hóa miền Nam không thể ngu ngơ như đọc một cuốn từ điển mở sẵn, mà phải học đủ, sống đủ để biết nơi chốn đó đã viết ra những cuốn từ điển như thế nào. Đó là chưa nói riêng về Phật học hay tiếng Phạn. Đốt một ngọn đèn để xưng danh là cách làm quen thuộc, nhất là vào lúc thời sự tập trung. Ngọn đèn càng cao quý, tên người đốt sẽ được nhắc muôn đời trong khoái cảm bệnh hoạn đã mưu tính. Đốt một sự nghiệp đã lừng lẫy trên thế giới, được khắp nơi trân trọng như thầy Tuệ Sĩ, hay đốt ngọn đèn Artemis thì cũng một đích đến như nhau, mà chuyện xưa đã rõ, kẻ đốt đền Herostratus bị nguyền rủa mỗi khi được nhắc đến, chỉ có khác,
chuyện muốn hủy hoại thầy Tuệ Sĩ, nó là sự ghét bỏ của văn hóa xuất phát không cùng điểm, mà không nhìn thấy đó là sự tự hoại những điều cao đẹp chung của người Việt Nam. Tất cả chỉ bộc lộ tâm bệnh của A-dua thấp hèn. Đó cũng là lý do vì sao nửa thế kỷ sau khi thống nhất địa lý đất nước, những tài liệu học thuật, kể cả sách giải chiếu của trước 1975, vẫn được săn tìm, in lại. Sách cũ vẫn được truyền tay đáng với giá ngày càng cao hơn, thậm chí với những tác phẩm văn học đã được dịch mới, in mới xuất hiện đầy trong các nhà sách, vẫn có vô số người tìm đến các ấn bản cũ hoặc tìm lại ở các bản PDF gốc để được đọc giọng văn và các dịch thuật của người có học và có văn hóa, cũng là văn hóa cũ. Có một người khác trên mạng xã hội trong những ngày này đi làm một cuộc thăm dò bỏ túi. Anh nói 100% những người được hỏi không ai biết thầy Tuệ Sĩ là ai. Điều này hé lộ một tin tức đáng suy nghĩ. Sự kiểm duyệt và bóp nghẹt thông tin mà giáo sư Mạc Văn Trang mô tả là có thật, và cũng không biết vui hay buồn khi những người lớn lên sau năm 1975 nói mình không biết thầy Tuệ Sĩ là ai, như cuộc thăm dò nói. Nhưng tên tuổi hay những điều thị phi của những người bán hàng online, dạy làm giàu tiêu biểu lúc này, họ đều thuộc nằm lòng. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Lỗ Tấn có nói, vực sâu hay núi cao là do mỗi người tự quyết chọn để đi tới bằng con đường của mình. Phỉ báng hay trân trọng, hiểu biết hay ngu dốt, thì tùy theo giáo dục và văn hóa mà con người tự do sẽ tìm thấy ngã đường mình phải bước. Và trên ngã đường được chọn, vươn vai đứng dậy để nhìn thấy nhau cùng là người Việt Nam trên một đất nước giàu có văn hóa, không dị biệt bằng chính trị. Đó luôn là lựa chọn của người trí thức.